Đây là cái lý do mà anh em mình nên đấu cái tín hiệu súp từ vang xuống cái mạch súp điện nhà mình. Hoặc nếu anh em nào có cái idol mà có đường cắt súp thì cũng nên đấu ở đường đó. Mình sau đây mình sẽ test cái mạch súp điện này. Sau đó mình kéo tín hiệu từ vang xuống cái mạch súp điện này để anh em mình thấy một cái minh chứng rất là rõ ràng là khi mình đấu qua vang nó có một cái lợi thế hơn rất nhiều. Mình đang để ở đây thì có mạch súp, có bát súp này này, mạch súp này này, và tín hiệu đang đấu vào đường đường súp bằng hoa sen ở đây, cắm từ điện thoại ra luôn nhá, cắm từ điện thoại ra luôn này, ra luôn. Mình không động vào một cái gì ở đây nữa, không chỉnh cái gì nữa nhá, để chứng minh cái điều là cắm qua vang nó sẽ hơn. Mình sẽ bật lên này. Anh em mình mới nghe thì mình đang để cái đường cắt cốt này là đang để ở nút vàng là ngược lên trên là 12 giờ. Với như vậy thì là cắt lời cũng gần như là hết rồi, là cái mạch này cắt khá là tốt rồi đúng không ạ? Có một chút lời thôi, không đáng kể. Và mình không động vào cái đó nhá. Bây giờ mình thì chuyển đổi cái tín hiệu thôi. Từ cái dây này nhá, mình rút ra này. Và mình cắm cái dây tín hiệu này truyền vào trong vang, vắn đường súp từ vang kéo lại cái mạch này để mà anh em mình cùng xem. Đây. Và mình lại kéo cái đường súp đây, cái này cái vang nó có đường xuất canon và con này có đường canon. Còn nếu như anh em mà cái vang nó có đường bung sen mà cái mạch súp này nó mà súp anh em ấy mà nó không có đường, không có đường canon thì anh em lại cắm vào đường bung sen bình thường nhá, cắm vào đúc vừa rồi ấy, nó là được. Và mời anh em mình nghe nhé. Mình không động mà không làm cái gì cả đúng không? Bây giờ mọi cái đang để nguyên. Cái volume kia mình để không để lớn quá vì sợ cái súp súp bé mà mạch này nó khỏe quá. Súp 30 đây, mạch đánh súp 50 mà. Đây làm anh em mình xem. Bật tiếp anh em này. Anh em mới nghe thì như vậy thì kết nối qua hai lần cắt cốt thì nó cho tín hiệu qua cái mạch súp điện này cắt hết giải lời luôn đúng không, cắt hết giải lời luôn. Để giúp cho anh em là sao, giúp cho anh em mình mà nhiều bác mà muốn không có tí lời nào ra nữa thì qua hai lần như vậy là gần như tuyệt đối luôn, không có một tí lời nào cả. Và khi anh em mình lưu ý rằng nhiều cái mạch súp nó cho lời ra bát cũng không phải là điều quá tệ anh em nhé. Như vậy nó sẽ cho cái mạnh hơn, nghe cái mạch súp đánh ra đây sẽ mạnh hơn là một. Và hai nữa là bổ trợ một chút cái giải trung trầm đuôi đoạn dưới. Đó cũng là một cái điều hay chứ không phải là điều dở. Nhưng trên thực tế thì nhiều anh em lại cứ súp là gì? Là muốn súp là phải hết lời đúng không ạ? Phải lời. Thì chỉ có cách này thôi. Là anh em mình trải nghiệm thế là mình cắt hơi hai lần qua vang. Qua idol cũng có là giải pháp tương tự anh em nhé, idol cũng là như vậy. Đây thì bên mình buổi test qua anh em mình thấy là test qua cái mạch súp 10 sò nhá. Mạch súp này là súp quay lại sơ qua anh em mình xem. Mạch súp đánh cho bát 50 luôn của bên mình. Đó. Rất là gấu biển. Đó. Mạch 10 sò và có chạy 4 con tụ to đùng. Tụ 100 mi. 100V là 10.000 mi, 100V 10.000 mi nhá, 10.000 mi. Đó anh em thấy 100V ở đây. Mười sò thì anh em ý rằng là nó sẽ là ở trên 5 dưới 5 nhá. Đó, mạch rất đẹp, rất chất lượng, nguồn xuyến to đùng ở đây. Và vừa rồi thì cũng test với cái bát 30, bát này bát 10 để test thử thôi. Thì còn anh em mình mà chơi cái mạch súp này thì mình phải chơi mạch súp to hơn nhá. Mạch súp 30 của JBL nhá, xương nhôm từ 19 con 75. Con này anh em mình dùng rất sướng. Và cái vang là vang neck rồi, vang neck 30 và nớt. Neck 30 và nớt. Có cả điều khiển.
mình báo sơ qua các sản phẩm ở đây, anh em nào có nhu cầu thì mình mua này. Bát súp là 1,1 triệu một chiếc bao ship. Vang Nex là 1,5 triệu bao ship tặng dây dắt Canon luôn nhé, dây Canon luôn. Còn máy súp điện này là 2,2 triệu bao ship. Và cảm ơn anh em đã thấy xem video này. Anh em thấy video hay thì cho xin một like, ấn đăng ký kênh ủng hộ bên mình nha. Chào anh em.